Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đức Anh GB khám phá Nhật Bản nha. Thì hôm nay mình chiều cho tất cả các mọi người ở trên comment ở bên dưới video của mình á. Có nhiều người kêu mình là hãy một ngày làm thử thách một ngày nói tiếng Việt, coi phản ứng của vợ mình thế nào. Thì ok, hôm nay rảnh mình sẽ làm một cái video là sẽ một ngày chỉ toàn nói tiếng Việt không thôi, để coi phản ứng của vợ mình như thế nào nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình giấu camera rồi mình sẽ làm cái thử thách này cho các bạn coi nha, xem phản ứng của cô vợ Nhật như thế nào nha. Ok, let's go. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cắm cái máy quay ở đây nha. Bây giờ vợ mình đang trên lầu á, chút xíu này sẽ đi xuống đây. Thì mình sẽ cắm đây, mình chờ sẵn đây nha. Rồi mình sẽ nằm lên trên cái bộ sofa này nè. Đó, quên nữa, mình mới mua bộ sofa nè, các bạn thấy là đã không? Đó, đẳng cấp không? Sofa mua ở Nhật nhưng mà mắc in Việt Nam. Thế này nó gửi tới để mắc in Việt Nam. Đó, bây giờ mình sẽ nằm đây đợi nha. Các bạn ơi, để camera ở đây không có ổn rồi. Để camera ở đây không có hợp phong thủy rồi, để mình đổi chỗ khác cho mọi người. Để mình đổi chỗ khác đi. Ok nha các bạn, bây giờ mình sẽ chuyển qua góc này, mình để giấu camera ở đây nha. Đó, thì ở đây mình nghĩ là chắc nó hợp phong thủy hơn á. Và bây giờ mình giống như mình đang giả bộ mình chỉnh sửa video nha. Đó. Nói chung là công việc chỉnh sửa video bây giờ rất là nhiều luôn mọi người ơi. Tốn rất là nhiều thời gian. A few moments later. Gì? Cái gì? Đang chỉnh video. Cái gì không? Hả? Gì? Kêu gì? Hả? Hả gì mà hả? Hả? Thì đang nói tiếng Việt nè, tiếng Nhật gì biết gì đâu nói. Này. Gì là cái gì? Đang chỉnh video rồi lại nó nói gì? Cái này là kiểu... Cười gì cười bà nội. Này, cái này ạ. Không muốn chấp được nói. Bị đang nói nè, bị không hiểu làm chi ý kiến. Cười gì cười. Cười cười. Cười gì mà cười? Cười mà cười. Nhái nhái tán. Nhái. Nhái gì? Nhái gì? Tào lao. Tào lao. Khùng quá rồi. Khùng quá rồi. Điên quá rồi, đi ra kia ngồi đi. Đi mà đi rồi. Giảm gì vậy? Giảm gì vậy?
日本語で喋ってよ Thì đang làm video nè. Đang làm video chuẩn bị up lên YouTube này cho người ta coi. Ta coi. Ừ. Ừ. Nhái. Bạn có ngốc không? Gì? Gì? Hôm nay chơi quốc mùa dịch nữa. Bạn có ngốc không? Ngốc mắt như ngốc. Khùng mà. Khùng quá. Bớt khùng đi. Bớt cười đi. Nhái luôn. Hãy nói bằng tiếng Nhật. Thì nói bằng tiếng Nhật. Thì nói bằng tiếng Nhật. Ờ, nói bằng tiếng Việt xong rồi nói bằng tiếng Nhật. Hãy nói bằng tiếng Nhật. Thì đang nói nè, đang nói chuyện nè, nói chuyện bằng gì? Thì đang nói này, nói đi, trả lời đi, nói. Nói. Nói gì? Nói gì? Nói gì? Buổi trưa. Buổi trưa. Ăn bữa chua. Ăn buổi trưa. Cái gì ăn buổi buổi gì ba gì? Gì buổi trưa ăn buổi gì ba? Buổi trưa ăn buổi chua. Buổi trưa và buổi chua. Nó gì chua chua gì ba? Buổi chua. Buổi nhầm nhá, nhầm. Buổi trưa ăn buổi chua. 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 Tào lao. Tào lao. Tào lao. Tào lao mi lao. Hả? Tào lao mi lao. Thì đang nói chuyện nè. Thì đang nói nè. Hả? Hả gì mà hả? Gì khùng á? Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch. Nồi đất tôn tế. Nồi đồng nấu ốc. Nồi đậu ốc. Nồi đồng nấu ốc. Nồi đậu ẩu nấu. Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch. Nồi đồng. Nồi đậu. Nấu ốc. Nấu ốc. Nồi đất. Nồi túc. Nấu ếch. Nấu ếch. Nồi đồng nấu ốc. Nồi đậu nấu ốc. Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch. Hả? Hả cái gì mà hả? Ta đang làm video bu bu đây làm gì? Bu đây làm gì? Bu đây làm gì vậy? Dạ. Mỗi gì vậy tụi này quá ta. Sao biết để? Đi nấu cơm đi. Ê? Nấu cơm, ăn cơm. Ừ. Đi nấu cơm đi. Bạn có phần tố sư? Ừ. Cứ được rồi. Nên tập tẩy. Muốn ăn cái gì hả? Ê? Hả? Ngồi cái gì hả? Ừ. Bởi vì? Ừ. Không giờ này. Đi nấu cơm đi, ăn cơm. Đi nấu cơm đi. Nấu cơm. Ăn cơm. Ừ, ăn cơm. Nấu cơm. Nên tại tại nó. Cà lem. À cà lem. Cà lem kem chuối. Đi ra nấu cà lem. Con chả nai chả. Đi ra nấu cà lem kem chuối đi. Con chả nai chả. Hả? Mà chị mình sẽ biết tiêu. Đang làm video nè, cứ phiền phức không à. Em thấy đấy, đi chẳng, sao biết được cái đó. Đang làm video nè. Ừ, chắc tụi tụi mình tê, sao biết tê. Phiền phức quá. Phiền phức quá. Nhảm đi. Nhảm đi. Thôi hả cơ. Cái gì? Đi đi đâu rồi, đi đi đâu? Đi. Đi đi đâu? Đi đi đâu? Ừ. Đi tê được. Đang ngủ hả? Ờ, nó tiền là kìa. Đang ngủ hả? Đang ngủ. À đi ngủ. Đi ngủ đúng không? Ừ. Ờ đi ngủ. À sao đâu cả. Đó là em ở nơi này. Kì mẹ tè. Khai mô ít tè. Để xa tay đi. Mình tập tay đấy cả. Ừ. Thì nấu gì ăn ở đó thôi. Nấu nấu ốc đi. Nấu ốc. Ốc. Ừ. Nồi đất nấu ếch. Nồi đất tao tết. Gì tết tết gì đây bà nội. Chưa giờ tới Tết rồi. Tào lao giờ thôi. Tết. Đi chỗ khác chơi giùm đi. Hả? Đi. Đi. Ra kia ngồi. Hả? Hả gì mà hả? Đang làm cái này bận đấy. Chứ mẹ.
もういいって本当。いいいい。OK でしょ。どこだよ。いい。いいじゃないよ。いい。カメラどこだよ。カメラ gì ba。よば。カメラ gì đây nữa。もういいから本当。いいの。長い。Mình đang làm nè, đi, đi vô đây nhây nhây nhây. Nhây nhây. Mỗi giờ nhây nhây. Chabette, Nihongo chabette. Thì đang nói chuyện nè. Thì đang nói chuyện nha. Đi ra kia ngồi giùm con đi bà nội ơi. Đi ra bà nội đây, đi ra bà nội đây. Phiền phức quá. Phiền phức. Thì nấu cà lem ăn đi, nấu cà lem kem chuối nữa thôi, kem chuối rồi nhây nhây hoài. Mệt quá. Nhìn cái gì mà nhìn nữa giỡn hoài. Đang làm nè, ông thấy hả? Đang chỉnh video nè. Mỗi bậc ạ.喋りたいことあるんだって。開けてる？そう、アンくん喋りたいんだって。いい？はーい。お父さん。え？お父さん電話。なんで？電話来た。あ、もしもし。あ、はい。なんもないです。あ、ちょっとね、今日の夜ちょっとあの。バイクのオイル交換したいんで一緒に行ってもいいですか？あ、はい、わかりました。 ありがとうございます。じゃあ待ってますね。じゃあちょっと7時ぐらいでいいですか？あ、はい、わかりました。はい、はーい、はい、失礼しまーす。はーい。喋れない。なんでよ。なんでお父さん呼ぶの？喋んないから。なんでお父さん呼ぶの？喋んないから。喋らないじゃん。やめろよ。ずるいな。なんで喋んないの、バカ。Rồi các bạn ơi, hôm nay tụi mình đã làm cái video là thử một ngày nói bằng tiếng Việt không thôi mà nói chung là bị fail rồi. Không ngờ cô này có chơi chủ nhân nhờ người thân, nhờ phụ huynh phụ giúp mọi người ơi, là mình không có nói được tiếng Việt nguyên ngày rồi. Nhây lắm. Dữ đuối rồi. Nhây lắm. Lắm. Ừ, nhái nhái. Nhái nhái. Nồi đồng nấu ốc. Hả? Thì các bạn ơi, thông qua đây thì cái video tiếp theo tụi mình sẽ làm một cái buổi Q&A, là có nghĩa là sẽ trả lời hết tất cả câu hỏi của tất cả các bạn. Thì sẵn các bạn nào muốn có những câu hỏi nào mà về hai đứa tụi mình đó, thì các bạn hãy comment bên dưới nha. Mình sẽ trả lời hết luôn. Đó, thì để trước khi mình làm video đó thì mình sẽ nhờ các bạn hãy hỏi thật là nhiều đi rồi mình sẽ trả lời nha. Ok, thì hôm nay mình đã làm một cái video là thử thách một ngày toàn nói tiếng Việt. Nhưng mà Megumi thông minh quá, chơi nhờ phụ huynh là mình chơi không lại rồi mọi người ơi. Đó, thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video tụi mình tới giờ phút này nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Nhớ đăng ký kênh giúp tụi mình nha. Bye bye.